cứng lắm á, không đen luôn. À, để đặt đồ chứ chắc mấy cái nó cũng gần hết rồi. Kim bao tay còn nhiều không chứ? À đúng rồi. Đặt luôn. Nhưng mà khẩu trang à quên. Khẩu trang còn lắm. Biết rồi, nhưng mà ấy là giờ đặt rồi. Chưa sửa hả? Quay đưa cho bà thay chị túi em về cái giờ bà đi siêu thị không gặp đó, quay đó. Mình ra chỗ chợ mới thay xí mấy chục ngàn, 20-30 chứ. Đừng có thay nhiều nghe. Mấy cái đồ hỏi trước thì thay chứ nhiều người cũng bà điên. Em thay là nắm chụp cho bà Thanh chọn bà nên chưa kịp bà Thanh hơi chán vậy. Đồ này cũng kiểu như mấy trăm ngàn á, chị mua cũng không có phải cao lắm. Đây là thay chị giám phí.
chị để đồng hồ không bao giờ chị đi thay pin luôn, hết cái này thì dục đó vậy không dùng nữa. Chị nói bà Nhan nghe, hai chị coi là coi em còn sống hay em đã chết. Nghe chị nói ghê chị. Là tình yêu mày. Cán răng lên không? Chờ phải cắn răng thôi chứ răng chờ. Chưa chảy nước mắt mà lo chị. Chưa dàn dục và chưa đập tay đập chân mà. Còn mạnh mẽ chán. Từ khi mô đập tay đập chân mà xíu lên xíu xuống cho gì. Ừ. Ở đây lấy nó chị không luôn nữa hả chị? Không, trả nhà rồi. Thề mệt quá. Chị chuyển lên đây Tân An cái rồi đó. Cơ sở 1 trên đó. Cơ sở 2 ở đây đây. Mà sau này không biết là khả năng cái mộc nó có tồn tại không. Tại vì là không có chị sợ thời gian sau không vắng. Thì hồi trước giờ ở đó hàng năm á, chị mới qua đây mà, mới khai trường ở đây mà, mới khai trường tháng á. Tháng 10 ngày. Em lại đứng lên nặng trời. Chắc rễ rậu. Để em ngước ra cho chị. Thôi được rồi. Mình đi kiên cường nha. Chùa ở nhà em đụng vô một hộp là nhỏ thôi chị hãy. Chờ ở đây không dám mẹ quá. Ở đây dị quá. Chờ gái dị. Không mạnh mẽ cũng không được luôn á. Ghê quá mà. Cái cha hẹn Trang Mai cà phê. Chị mới nhớ là có hẹn quán cà phê luôn. Một ngày đi. Giờ mới bay về. Nó mệt quá.
nhiều khi cũng họ ra cà phê mà không thấy một bóng người cũng hay.